Can you hear the sound?
hear the sound in the silence. Relentlessly striking through the walls. What's it gonna take to erase my sins? When I've done nothing wrong, I've done nothing wrong at all. I've said it all before, but don't be surprised when you see me come alive. When there's nothing in between us, I wanna tell for myself. I wanna die for us. Hello mọi người nha. Tối ngày hôm nay ta sẽ bắt đầu với tuần thứ 18 của Custom Mod. Thì hôm qua tôi đã nói với anh em là gì? Tôi sẽ quay 115 lượt và sẽ chơi nó trong suốt 6 trận và bonus round. Thì hôm nay nó chỉ vậy thôi. Hôm nay tôi sẽ thay đổi một tí content. Cái này chắc là không biết tôi có thể thay đổi tỷ lệ không. Nhưng mình thấy là đây một cái tỷ lệ khá là chuẩn rồi. Hy vọng là trong ngày hôm nay không dính ba cái lượt ăn mộng này và chơi nó số 6 trận. Ai hiểu tại sao chứ? Nó quá mệt, nó muốn xét luôn ý, nó xét phải luôn. Còn về mát thì chắc tôi vẫn sẽ lò bỏ cái mascara ra thôi. Lý do tại sao tôi vẫn lò bỏ mát này ra là bởi vì nó không được sửa trong custom mod. Bữa giờ luôn rồi, không sửa luôn. Chán thì sự. Đây là sắp rồi. Mỗi đời thì tôi sẽ sắp phò cái vòng quay này lên cho có tí sắp cộng đình để làm sao cho ba cái lục ác mộng kia tách biệt nhau ấy. Để nó cạnh nhau cũng nguy hiểm không? Đây anh em, để cạnh nhau nó rất nguy hiểm. Kìa, cái tách biệt nhau cũng ổn ấy. Mát thì tôi cũng sắp phò luôn để có thể tăng tỷ lệ chơi những cái mát mà chúng ta chỉ chơi bao giờ ở trên cái stream này. Ok, thì căn bản này vòng quay sẽ như thế. Ngày hôm nay tôi vừa thông báo một chút là vì tuần này farm không có chơi được. Tuần này farm không chơi được anh em. Nè, sẽ rất khó tập hợp người lại để chơi. Ok, về bản điểm thì chúng ta có gì thay đổi không? Đây, chúng ta sẽ xem một chút cái bản điểm này. Thực ra nó cũng không thay đổi gì nhiều ngoài cái tuần thứ 17 ra. Tuần 17 đúng cháy, đúng mùng nó thật sự luôn.
À, tôi còn sẽ mở rộng cái bảng này thêm nữa nha. À, anh em yên tâm nha, chưa hết đâu. Ba cái chữ ít này tôi sẽ đề phòng, khi nếu mà dính cái lồng 1x1 thì tôi sẽ mở rộng thêm. Còn hiện tại chúng ta chưa. Và tôi cứ là mèo đã thắng với tỷ số 38-35. Con số đó là thuyết phục, thật sự thuyết phục hơn mấy tuần trước rất là nhiều luôn. Nhưng mấy tuần trước này toàn chỗ thắng thôi. Trời ơi, vì mày mua cho mèo luôn ấy. Tuần này thì được mèo thắng cũng mừng phần nào. Ok, hôm nay tôi sẽ quay 115 lượt trên và sẽ chơi nó trong suốt 6 trận và cả bonus nữa. Chắc quay như này anh em sẽ biết sâu ha. Ok, ngày hôm nay chắc sẽ vào khi em sớm. Và khi xem biết tôi có kiếm được ai chưa. Ủa, xếp on này. Hôm nay xếp on nữa chứ. Cái kèo mấy ông à, tôi cập nhật tình hình là hôm nay tôi vừa mới đổi avatar cho Discord. Vì tóc thì vẫn nhiều gì hết. Ok, nói chung là hôm nay tôi vào game xem có ai không. Để rồi bà bèo lên. Thật ra thì cái nó không dây cũng được, nhưng mà còn đây tôi lại lười, không thấy cái nó không dây đó, bởi vì nó sẽ gây ra một cái dưỡng là lắc game, lắc game trong lúc mình chơi nhả được gì. À được rồi, tôi nói nha, sẽ có những hình khá nhạy cảm nên tôi sẽ không sâu ở đây. Ok rồi, rồi. Phải sập đo là nó mới như thế này được. Có khi nào bấm nhầm nút start. Bây giờ mà bấm nhầm nút start stream hơi phiền phức nha. Thật đấy, không đùa đâu. Tôi đổi lại logo lên phía trên. Sorry anh em vì nhà kế bên nha, karaoke nó khá là ồn nên sẽ hơi phiền phức trong quá trình chơi. À, tôi sẽ cố gắng bằng những cái nhà nó ngoài để chèn ép vô cái tiếng ồn ở bên ngoài kia. Thật sự bây giờ tôi không biết chuyện gì nào bây giờ. Đây có mấy nhà thấy nghe cũng rất là hay nhưng mà nó toàn bán quy không à. Nghĩ cũng nản thật. Mấy bài của Nico thì có bài không bán quyền, có bài thì có. Nhưng mà chắc cũng không ảnh hưởng gì bao nhiêu đâu, nên tôi cũng không lo lắm. À, để xem hôm nay có ai không nha. Tôi sợ là hôm nay không có ai thôi. Bởi vì tuần này kiếm người khó hơn mấy tuần trước. Đấy, tôi sẽ mời những người quen thuộc của tôi thôi. Hy vọng là sẽ on. Tại giờ mới có 7 giờ mấy hả? Mới 7 giờ 48 mà. Và tôi nói cho anh em biết một điều là gì. Bọn EA nó không thèm sửa map Sky. Giờ không chơi được anh em. Dạ thật sự. Anh em thấy không? Nó muốn chỉ sửa. Nản cực luôn. Muốn chơi được map này thì chơi cả đất xích hay răng còn được. Chiếc vô custom chịu rồi. Vô custom không chơi được. Nghĩa mày đáng. Nghĩa mày đáng thiệt sơ luôn. Đây nè, xem chúng ta được gì đây. Ôi, còn sót con tem à. What the fuck. Chỗ tôi mua hết rồi. Thật sự bây giờ còn skin mà tôm lắm. Skin mà tôm còn phải bỏ tiền ra mua. Rồi là càng không muốn. Wow, quá trời. 1260 ngày rồi á. Nhanh đến mức này à. Không kể nha ha nha. Ngày hôm qua vì nó mới quay trở về nên là thôi chơi với nó một vài bát thôi. Chẳng phải còn muốn ra lắm mà nha mày. Không muốn ra lắm bởi vì chán game. Thật sự luôn. À đây Clover trả lời. Ok, có Clover tối ngày hôm nay. Đáng lẽ tối nay sẽ có farm nữa nhưng mà hơi khó. Hay World thì đang chờ này.
Thầy quần đồ không biết có chơi không. Mấy bạn này không thấy không? Hai ông hàng như là đồ đây. Hai ông là thành với lại Huy thì bữa giờ không thấy đâu. Thì Demo năm phía trước bữa tối này có chơi không? Ông thành thì 8 giờ trước, thành cho On buổi chiều, chiều sớm. Nhưng mà nếu mà xét theo khả năng có người chơi không thì cũng khó. Nó thành ra là khó. Thì vì nó về rồi thì tôi cũng trả hại lại cho nó rồi à, tôi không có đụng tới nó nữa. Giữ cho có thôi chứ thời gian tôi lười vô chơi lắm. À đấy là tôi và nhảy là tôi đang xuất cái ạc của nó ra. Chứ không hồi nó vô nó thấy ai đang nhầm vô xong đi hỏi tập lâm tập lan nó cũng mệt. Có ngày không on nữa trời. Dạ không, tuần tôi không chơi thì tụi nó cũng lên rank hết rồi. Thà bọn này lên nhanh thôi. Đúng nhanh luôn ấy. Bọn này nó không nhận ra game đang chết hay sao mà chúng nó leo nhanh thế nhở? Nó thật luôn. Bọn này không nhận ra game đang chết hay sao ấy. Tháng này tôi leo cho có thôi chứ tôi không bao giờ leo. Theo tình hình ngày hôm nay sẽ trông như nào nhỉ? Thì dòng hôm nay sẽ kiếm được ai? Mà cái dáng ở đây nữa là sự kiện biết không? Sky nó không sửa. Đến tới bây giờ là cũng 3 tuần nay rồi, chưa sửa luôn. Từ cái lúc mà update cái gì lại đến giờ chưa sửa. Nghe mà anh đi sớm luôn. Thề Ender này là mùa hoa anh đào. Nên tôi nói không làm gì. Ender này là mùa hoa anh đào nữa. Với các bạn ta còn chưa đổi cho mày. Đổi. Để bọn nghe rồi đâu nó làm gì cỡ nào rồi đó. Đúng nản luôn. Thề. Thời gian em đi thế. Thế từ giờ tôi sẽ không chơi bất cứ một game nào của Nghĩa An. Ngồi Ardian. Ardian tuy tôi không có chơi nhưng tôi biết chúng nó đầu tư vào Ardian cỡ nào. Chứ nó đầu tư bạn đi cơ đó thì bỏ game. Bỏ tao mà CJ lại. Nghĩ chán thôi. Thề. Má cao rồi kênh ồn bái. Thông cảm cho anh cho tôi nha. Hôm nay có tiếng cao rồi kênh nó hơi ồn. Hôm nay không thấy là stream khó kiếm người xem á. Theo đề này của tôi là ngày hôm nay sẽ chơi một trận. Ngày hôm nay sẽ chơi một 6 trận nhưng sẽ trúng một lượt duy nhất thôi. Không có nhiều lượt như mấy như mọi hôm nữa. Có cái gì chặt mẹ, nhà bản quyền. Bỏ xuống ngay. Ui, đi cút mà. Đây vậy. Nói chung là vậy. Còn vấn đề anh em có chịu có tiếp tục chơi game đó hay không thì tùy anh em, tôi cũng không cản trở làm gì. Anh em còn cái game đấy thì anh em có chơi. Ok thì hôm nay tôi vừa mới sửa ra và quay, nó cũng không có thay đổi gì nhiều quá. Tôi chỉ shuffle lại một tí thôi. Ok. Đây rồi, để bật lên. Hai màn hình thì trong phải đại thật. Ok đây rồi. Ok thì vòng quay thì nói chung là không có thay đổi gì nhiều. Vẫn vậy thôi. Còn riêng vòng quay này thì tôi vẫn xóa cái máy hao. Cái gì? Xóa cái máy Sky bây giờ ra khỏi cái vòng quay bởi vì nó chưa sửa. Nản thì sửa luôn. Ok thì mà chuẩn bị trước nha. Hôm nay không biết có ai chơi không nè. Hôm nay hy vọng là tôi sẽ mời được mấy ông Việt. Một ông, một ít, một hỏi ai ông Việt Nam vào. Ít nhất thôi. Một lượt ngon gian thì nó trúng có nó một tuần duy nhất thôi phải không? Còn về ba mốt thì tôi vừa sắp hồi lại vậy mẹ thì không gì. Đây sẽ là số lượng map chúng sẽ ban trong tuần này. Mấy bên này chỉ trúng cái này nha, chỉ trúng cái 4 map.
nếu mà chúng vô bóng mát ngẫu nhiên tôi thấy cũng thú vị. Lô ông thầy nha, chào ông thầy. Ông đây chào ông. Vô Discord đi. Đang chờ đấy. Đây là tôi vào Discord với thầy nha mọi người. Một cái Discord rồi. Đây. Rồi sẽ Discord tôi vừa mới chỉnh xuống đây lại anh em. Tôi vừa mới chỉnh xuống đây này. Đây nha mọi người. Lại thằng chó Vietnam. Cái này tôi sẽ một ngày. Quên nhớ còn hai slot còn lại tôi cho ai? Hai slot còn lại thì tôi sẽ cho thầy. À được. Tôi nhớ xem hai slot còn lại tôi sẽ cho một là cho thành, hai là cho Clover. Clover tôi biết hôm nay có ông không. Và slot thứ ba có thể là cho Rookie. Bảo thành ơi, hôm nay mẹ ổn vậy? Mấy bữa nay tôi không có chơi. Nè cũng chán game thật. Đợi nhà tôi kêu Huy xem có chơi không. Thằng bị nhân đi, tôi không cho nó chơi nha mà. Tôi không, tôi cũng nhớ biết không cho nó chơi. Qua China để leo vào lót đi hả? Thôi, không nha. Anh không có qua. Nếu mà có qua thì anh chỉ làm video content thôi. Không có qua chơi. Đâu có cái booster đâu mà chơi. Nó thật luôn. Bài chi chọc tụi nó phức tạp lắm mọi người. Thằng này chúng nó rất phức tạp. Nếu mà chơi bản CN thì tôi sẽ ưu tiên anh này trước. Nếu mà tôi chơi CN tôi sẽ ưu tiên anh này trước. À chẳng hay quá nha. Còn đi thẳng lộn Vietnamese kia nó ồn lắm anh em à. Rồi tôi sẽ không cho nó chơi. Rồi ok thì trong lúc chờ đợi ta sẽ quay tiếp, quay trước cái vòng quay này nha. Xem là ngày hôm nay chúng ta sẽ ban bao nhiêu map hay là vốt 4 map ngẫu nhiên. Nhưng mà cái nào đợi đông người đi rồi, tao mới vốt 4 map ngẫu nhiên rồi. Hôm nay ta xem là ban bao nhiêu map trong tuần này. Xem mời đông đi. Ok chúng ta sẽ ban 7 map. Ok ta sẽ ban 7 map cho tuần thứ 18. Hôm nay không có fan hơi chán nha. Ok chúng ta sẽ ban 7 map nha. Để xem 7 map ngày hôm nay ta sẽ ban là gì. Tuần trước ban tới 14, 13 map là hiểu có vấn đề rồi. Đầu tiên là Max Bay 1. Không vấn đề gì. Map thứ 2 xong 2 thứ 3. Tôi lại nhanh luôn nhé. Riêng cái thằng Việt Nam B kia tôi không chắc nó chơi anh em mà. Ok map thứ 4 sẽ là gì đây. Với lại lý do tại sao tôi không cho mấy thằng lạ vào là lý do rất là đơn giản, là chúng nó không biết luật của tôi như nào đâu. Tụi nó có biết kênh của tôi đâu, làm sao mà biết được luật như thế nào. Ok sẽ map lại đây. Oh my, rồi là sát nốt luôn nha. Xem nó là dưới SM rồi. Xem chúng nó là dưới SM. Sao tôi nghĩ là mát hao bay hết nhờ. Hao 1. Tôi nghĩ mát hao bay hết quá. Bạn mát cuối cùng. Mát cuối cùng sẽ là Playground. Mát này tôi thấy bữa mấy tuần qua thì mát cũng khá là nhiều. Tất nhiên mát này khó mà, đâu có dễ đâu. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ quay vòng quay luôn. 1 trong 15 lượt tranh thì tối ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi lượt nào trong suốt 6 trận, hãy cùng xem tối ngày hôm nay sẽ là gì. Rồi rồi ok đó mình series nha, chỉ dùng tâm mình series thôi. Vậy thôi, chỉ dùng tâm và series thôi nha. Lần này tôi thấy cũng không có khó đâu, nó dễ. Lần này dễ. Cho em vô coi được không anh? Được nha em. Còn slot đấy. Rồi để xem nè, trận đầu tiên bài mod sẽ là gì. À Rookie này.
Hello Rocky nha. Thôi may quá Rocky vào. Xuống đây Rocky ơi. Dạ nha, chỉ dùng tao mà xe thôi nha. Hello Rocky. Today you start my series only. Ok, chúng ta sẽ chơi mỗi cái lượt tâm mình series thôi nha. Bây giờ để xem ai sẽ chơi mèo. First one. Hai này. Thôi này. Ôi chết. Quay mặt như nó kì. Mọi người có cùng nè. Và đã xem tối ngày hôm nay chúng ta sẽ xem ai sẽ cho mèo cho trận đầu tiên. À thôi từ từ, để tôi bật lại cái bản scoreboard mới của tôi nha. Scoreboard của tôi sẽ trông như này nha. À này, đây rồi, sửa lại. Ra một nha. Chắc là tôi sẽ kích làm một tí ở khúc này. Sao nó bị lệ nhỉ? Thôi lại một xíu mọi người thông cảm nha. Đây nha, để tôi sửa lại phần rau cho cần chỉnh tí. Ok, được rồi. Rồi xem bài mốt là chi. Tôi chưa quay map ra nha mày. Bàn 2-3. Ok, bàn 2-3 nha. Rồi map sẽ là, để xem map sẽ là gì đây. Chúng ta xem map là gì nha. Map cho trận đầu tiên Spy Bear hả? Oh my god. Rồi để xem 105 ai sẽ chơi mèo. Tất nhiên là tôi sẽ bật cái tỷ lệ lên nha. Trận đầu tiên thì không cần bật tỷ lệ. Người đầu tiên sẽ là Rookie. Wow. Rookie mèo nha. First one Rookie nha. Thằng kia nó ồn lắm anh em ạ. Ok, vô ăn cái má cái chắc mình bị đầy đây. Ok, em mới start nào. Được rồi mọi người, chúng ta start thôi. Nào, next time. Giờ này chỉ dùng tông và series thôi nha. Ok thì chúng ta sẽ xem ban là gì nha. À tính cái số. Ok rồi đây. Ok chỉ kiếm đâu con số này nha. Ôi, nhà hoa nó không ban à? Mèo nào là mạnh đối với em ổng nhờ. Tôi nghĩ tôi sẽ ban Storm. À không, tôi ban gọi Storm chứ. What the fuck? No way, ăn cám rồi. Ok, chúng ta chỉ chơi Storm và Sherry nha. Nên tôi chỉ chơi những con dễ chuột Storm và Sherry thôi. Devil Sherry cũng được tính là Sherry nha. Là chúng ta không có lo. Nói chung chơi bất cứ nhân vật nào liên quan tới Tom và Sherry là được. À để tôi xem lại cái deck. Ok, Pam và Rookie đã quyết định chọn cho mình là Tom. Ờ Thành ơi, phía kia Thành ơi. Mấy Thành hôm nay hơi hiếm có. Smith thôi. Wow, nhìn nó phát nhỉ. Ok, thì ta sẽ không cần cái lồng lên, bỏ quay luôn nha. Ta sẽ bỏ quay nó. Chúng ta chỉ chơi tao và Jerry trong suốt 6 trận thôi. Ok, game bắt đầu rồi. Lần đầu tiên
À, em thấy cái bạn mới gì thế nào? Trông rất đẹp đúng không? Được đấy chứ. Nào, let's start the round. Để xem là liệu tuần này mèo có chuyện chiến thắng không nha mọi người. Hy vọng là sẽ có. Tuần trước mèo thắng rồi, tuần này chắc chắn phải có chứ. Sao là không? Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Cái nhạc thời 2017 mèo phải lucky, phải see really hard to let the cat win. And Sky may like still not fit yes in custom mode damage. Hôm nay tiếc là không có fan mọi người, fan tối nay bận không có chơi được. Quay quá mà thành trong indoor. Những chỗ nguy hiểm nhất thì tôi thường thấy, ở đây xin này. Corridor là chỗ đầu tiên, thứ hai là resort, hai phòng dưới kia là ba. Không, đúng rồi, nguyên cái tầng 1 ấy, nguyên cái tầng 1 là ba. Nguyên cái tầng đấy là nguy hiểm nhất, bởi vì sao? Chạy không khéo là chết. Mà dù có chỗ cay ổn áp, nhưng mà tôi vẫn thấy nó không ổn ở phần cay nhá. Sự ý. Chuyện anh em leo rank không thì anh em, tôi thì không leo. Đơn giản là vậy thôi. Ở đây phòng nhà kho nó bị disconnect thì tôi sẽ mời thêm một người nữa. Đó là Hay Wow. Hay Wow nó đang đi ra nha em. Giờ tôi xem thử mời nó được không. Quay quay quay. Sẽ mời liền. Rốt kìa ở bên kia. Đào hìa, đào hìa, đào hìa. Let's go. Yeah, rốt kìa đang ở trên kia. Tôi phải reset. Soi xem nào. Có sao không dùng được, what the f. Chắc rồi, không dùng được, ăn cám rồi đó. Ok. Đi thích phòng kia. Nhà hoa nó bị lắc à. Tôi biết là lúc kia đang ở đâu nhưng mà thôi. Tôi hơi là sủi. Sorry mẹ này nó hơi bất ổn xíu luôn rồi. No. Thì ép kè. Where did he go? Đây, có cái gì vụ này luôn, có vụ này luôn á. CFK. CFK. Limit, limit, limit. Lê hiểm. Khó. Rồi, ăn cám rồi. No, Glover, careful, careful. Úi giời, hơn tuần không chơi, giờ nó vẫn như mỗi ngày nhỉ. Go away here. Go away from here. Còn nét luôn mà. Leave him, leave him. Nhưng mà thằng mà hay quá nhé. Còn bàn Robin nó khó chịu vô cùng. À, Rocky lắc rồi. Relax. Ồ, fan này không không chơi được mọi người. Rocky ghét lắm. Wow. No. Úi giời. Nào nhá. What the. Oh no, I had to die here.
Can we win this? No. ECP à? Rookie nha, vừa bị lắc. Rồi Rookie 2 lắc. 4 bitch. Ngoài trào hết á. Hôm tuần này là chỉ chơi tao mày series nha. Rồi. Bọn này ok ok ok. Nghe này chạy trước anh em. Ồ rồi, here come. Đúng rồi. Here come, here come. Chắc chắn tới đây rồi, không sai được. Rồi. Úi dồi, quá drop delay. Quay đi khi không, quay đi không. Quay con boss. Nhìn không phải nó skill. Ah, anyway. Đi lại again. Rookie này rắc nó rồi mọi người ơi. Ủa thằng Rookie lại bị rắc. Oh my god. Thì rắc again. Đây là khu vực tường rất là xấu. Nó thật là vậy luôn. No. Cái đây không cần rồi anh em. Mà tao còn được. Cá buồn nào. À what the. Gào hiểu. Wow, that's so lucky. Tình thế sẽ không ổn nếu mà tôi không quay khỏi đây ngay lập tức. Go out, go out, go out. Wait, what? A mouse has been tied to a rocket. You can refuse. Yes. Yeah, đã xong trận một. Nó khá là nhanh nhỉ. Còn sau đây hôm nay Rookie nó bị lắc nha mọi người. Ok, ta sẽ ghi điểm cho chuột là 3, mèo có 1. Ok. Cái đầu tiên không quá xuông nhưng mà ok. Rồi đi Rookie vô hai gắt, vô hai đất xuống đây. Quy này, hay quân này, để con mời xem có ai chơi không. Chạy thật không kích được người trong game, người đang chơi mà. Nhà họ, em có xem stream thì ao giùm anh một cái, nó bị lắc. Lần nào chơi có bị lắc là sao vậy? Ủa hay, hai kia rồi. Ồ, đó. Này Huy có chơi không đây? À, quay rồi 2 năm nè. Hồi nãy bảo là vào đây xem đúng không nhỉ? Ở xíu. Còn nhà Hoa nó bị đứng game rồi mọi người. Hold on, I had to create another room. Cái nhà Hoa xin không? Bây giờ đến thế nào đây? Hold on, I don't. First round no shot. Oh my god. Đâu có bắt trận đầu không shot. Lúc nào trận đầu cũng không shot nha. Chạy yếu luôn. Ông kia thật sự không chơi hả trời.
Nay thứ 7 rồi mẹ. Hold on, I had to create new room. Someone get that. Chờ tôi tí nha, tạo phòng mới nha. Thành ra, thành ơi, tạo phòng mới. Nãy không vào được. New room, new room. Chờ tí, chờ tí, tôi mời Rookie. Rookie, come to new room. Sorry vì sự cố disconnect nha. Thành đâu rồi? Hello. Qua phòng mới, qua phòng mới. Disconnect. Ok. Rồi. Không phải hay là Huy này có chôm gì trời. Hôm nay mà Huy chơi là gỡ từ cho mèo ấy. Huy cho mèo luôn. Wow. Nay nhiều người nay nhiều người Việt Nam chơi phết nhở. Đều thằng Việt Nam đi ra. Sao? Yeah, I'm like you. No, you're not play here. Okay, you're not play here. I'm with my friend play wild. Bây giờ đâu rồi? Giờ không thấy đâu hết. Ok. Ôi trời, sao mấy ông này dễ đắt nha. Đây. Anh em đợi Thành xíu nha. Trong lúc đợi Thành tôi sẽ quay trước bằng quay nha. Quay đi. Ok. Khoảng giờ của Rookie bây giờ là 9 giờ rồi á. Nghĩ đi do thay son y này vì em Rookie. Và bắt Rookie bây thay son của Rookie này 9 giờ hơn rồi. Ok. Không không rồi. Giờ để xem trận 2 match gì. Sao mà một nhà kho có bị disconnect, có bị disconnect thì đừng có chơi nha. Rồi để xem ba món là gì. Ôi dồi đồng thế. Rồi hai này rồi chơi Thành ơi. Bang 2-4. Wow. Bang 2-4. Yes sir. Bây giờ xem ai sẽ chơi mèo. Hồi nãy Rookie làm rồi nên là tôi sẽ tăng tỷ lệ của những người khác lên. Nó sẽ hơi bất vả xíu không được. Cảm nha. Ok, giờ tôi sẽ xem ai sẽ ra người cho mèo. Cho chỗ này. Hay nhận kho thằng. Ủa hay quá không chơi hả? Hay quá không chơi thôi. Lên. Xem ai sẽ cho mèo. Ôi trời ơi, nó dính tỷ lệ thấp nhất luôn mà. What the fuck. Rồi để, tôi muốn để lông phiên người cơ. Nhưng mà thôi. Để lông phiên người cơ. Sao bắt thằng tỷ lệ thấp nhất nhờ. Người sẽ cho mèo là Glover. Đúng không? Chàng 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 another one. Glover. Glover kẹt. Ok. Glover. Yeah, ok. Rồi trận 2 nha. Lần này là bang 2-4. Wow. What's happening here? Ok, để xem Global sẽ bang ai. Wow, còn mày đó là chuẩn nha. Summer này có, không có like thì có cái sơ tông. Hoặc là mở tông là chơi được. Mở tông cũng ổn. Rồi thành biết trước đi. Wow, comment deck series cũng là một sai lầm. Ban a character. Tôi sẽ ban. Gọi tông. Man này gọi tông, không quét.
thật ra không, không phải là quá khỉ nhưng mà bất trung. Nếu mà nói mấy khỉ ở con người Tom thì thích wifi. PC on wifi first. Rồi, ok, xe bích nha. Ok, yes, đúng rồi, là nó. Giờ xuống 6 trận luôn mọi người à. Đây là content kiểu mới của tôi. Khá là hợp lý chứ. Wow, quý vị mình banking. Rất là hợp lý nha. Rồi xem để tôi chơi con nào. Em còn series tôi còn không chịu chơi cơ. Này, chúng ta còn cái bài này tôi sẽ chọn M-Series. Mặc dù M-Series không phải là con tủ của tôi, mà biết sao giờ, đang chịu vậy. M-Series không phải là một con tủ của tôi nên tôi sẽ quáp cho ai chơi. Thật mà nói thì con M-Series không phải là con tủ của tôi mọi người. Giờ mà giả sử nếu mà tuần này trúng lục một cái mùa nữa thì chắc là chặn lên 10 trận nữa quá. Nhưng mà thôi, lỡ dính lịch dính cái lục này rồi thì chơi vậy. Nhưng ngoài này xíu. Ok, let's go. Wow, hôm nay đông người xem quá. Đông phải dương. Đông là cái stream content này nó khá là đặc biệt với tôi. Lại disconnect. Đã bao nhiêu lần rồi. Một nhà hoa nó không chơi được thì thơ. Bỏ đi cho anh là vừa. Trời ơi, nhà hoa em có xem stream thì nghe giùm anh một cái. Không chơi, nhắm không chơi được thì đừng có chơi. Đã bị lắc rồi còn cố làm mất thời gian của người ta nữa. Trời ơi, để lắc rồi mà còn cố. À, còn em bớt đâu. Không phải ơi, còn có cái chuyện này. Lại bị disconnect, anh em thấy chưa? Nhắm không chơi được thì làm ơn, đừng có vào chơi. Quay, what the fuck. I just see someone here. Hàng qua biết vậy, hay qua và thay cho rồi. Đừng có vào phố, đừng có để hàng cho nhà hoa nó vào. Nhà hoa mà nó vào thì không khác gì khiến mình mất thời gian hơn ấy. Mèo nó ở đây nè. Chắc chắn mèo ở đây. Vừa nghe tiếng mình luôn. Ủa gì đang tút kia, what the fuck. Để xem là Clover có bắt được hai chùa không nha. Hy vọng rồi. Nếu mà bắt được hai chùa thì sẽ rút ngắn khoảng cách của tỷ số lại một chút. Thì này nó vẫn vậy chứ không thay đổi mấy. Clover mà win được trận này thì mình hãng quá rồi. Tại bữa cũng thôi, tuần này tôi không có chơi game đi. Hey. Bây giờ là hôm nay sẽ không quay gì lắm. Đây à, what the fuck. So, why, I see him. Có phụ mắt kia. Có hình đô từ kia rồi. Có hình đô từ kia rồi thì nó mới vậy. Lại đi lại rốt. What the. Thấy không? Tao thấy phát. Boss này vậy nè mày. Yes sir. Cái đồ tiền đó giống kiểu chi máu ấy.
thoại bỏ đi. Nó đi vừa kẹt luôn. Ôi ảo thôi. Nhưng mà có tổ kết hợp ở đây. What the... Phá cái hợp mới được. Kẹo. Rookie bữa nay rượu thẳng dưới kìa. Vậy là nó mục tiêu rồi, phải. What the? Có hai đồ siêu. Is it for this? Faster. What the? No. Mày nhìn chia sẻ thế. Hả luôn ấy. Oh no. Nghe là mỏ luôn vậy. Yeah, okay. Ignore him. Chia của chặt mua là cùng. À ok, cái này anh muốn kết lớn lắm em à, nhưng mà không có được. Game giờ nó không cho kết người đang chơi. Cây thật. Đó. Shit. Trời ơi. What the fuck. Ở đây không có ghế nữa. Chạy đâu mà, chạy đâu mà. Bỏ luôn chi cuối. Ôi. Nào thai. What's up there? What the? Apple jam. Trời. À, nhà hoa này bị lắc rồi, nó còn cố chơi cho được. Chịu luôn á. Quay thôi. Go. Xin nha. Đừng mỏi Thành ơi, đừng có mỏi Thành ơi. Đừng mỏi. Dạ, 90% rồi, rét luôn. 95% gì đấy. Rồi, ôi. Làm luôn. Lên luôn. Xô ơi, chậm rồi. Nó no. Rồi. Nó no. Chậm, cái này bị chậm. Nó no. Bị vũ. Đấy nè, tôi lâu mà phải biết chiêu này chứ. Nó no. Ây da. Wow, that was lucky. Một tuần không chơi thì nó bị đớt cái gì. Nó bị đớt cái gì anh em. Đúng không? Một tuần không chơi nó bị đớt không? Cái này mà khéo cơ. Get out. Wow. Bây giờ một tuần tôi không chơi này, tôi chuyển sang game khác. He's dead, he will dead. What the? Oh my god! Đại, nãy đâu ra cái thuốc này vậy? Không ổn rồi. Go, fuck, smash. Ready. Chạy luôn, dạ. Yeah. Tí ra là rút kia bay màu.
Để ra rút kỳ bay rồi. Rồi, ý vậy. Lại bị khu xe khoảng cách rồi mọi người ơi. 6-2. Một cái kịch bản rất là quen thuộc. Một kịch bản rất quen thuộc mọi người. Là thật luôn. Hay bỏ xuống đi. Nhà hoa bị đứng rồi, chán thật. Ok, chúng ta sẽ tiến sang trận thứ 3 nha. Thẳng rồi mọi người. Mèo là màu 3. Ủa, lại cái thế trận màu 3. What the. Ok, chúng ta sẽ vào trong 3 nha. No, you suck, sao. Ok, chúng ta sẽ vào trong 3 nha. Thằng kia, ok, mày nói luôn. Ok, map sẽ là gì? Map sẽ là Survey 2. Wow, Survey 2. Wow, lâu lắm rồi, chị giống chị với cái map này đấy. Sao vậy đó? Để xem chúng ta sẽ chơi gì. Rồi thì nói lại là bang 2-3 nha. Lại là bang 2-3. Bang 2-3 tiếp. Thấy bạn thấy bạn nó còn dễ thở hơn. Ok, rồi thì là xuống tỷ lệ thấp nhất. Đó là mọi người. Xem ai sẽ chơi mèo cho trận này. À, để tao thay lại Haywall nha. Người cho mèo là Thành. Wow, Thành cho mèo nha. À, để tao thay lại Haywall. Bây giờ Haywall sẽ ở đây nha. Chứ mà tầm 9 giờ là rút cái nóp rồi. Thay mèo đi, ok. Go. Luôn, quay rồi, tôi vẫn để nguyên đấy. Oh my god. Anh được. Để tôi sau cho anh em ai nó ban cái gì nha. Mà to, ban mà to. Thành thì ban mà to thôi. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu quay trận thứ 3 nha. Nhóm mạng ổ chơi nha. Ổ ổ thôi. Basic vẫn tính lại series nha. Rồi đi basic với mú không. Cầm ngoài hai chỗ nha. Để coi Thành chơi mèo tôm gì. Thành có thể chơi tôm nào cũng được. Lời em nha. Hôm qua, hôm cái hôm bữa anh xem sim sai trần thấy anh đúng không? Bữa anh xem sim sai trần sau khi xong sim của anh luôn. Nay sẽ trở đi Trung Quốc rồi. Cũng được khoảng 3 ngày rồi. Let's go. Thế nên Thành sẽ gửi lại trận cho mèo. Còn nó có khả năng. Bây giờ Thành nếu mà đánh bay được 4 chùa thì sẽ về lại thế trận là hòa. Hòa là 6 điểm, 6 đều nha. Để xem lại có làm được không. Nếu mà vừa được thế trận 6-6 là ok đấy. Thì còn cơ hội. À em biết mà. Thằng kia mà im cho mồm nha. Sắp. Để xem trận 3 Thành có gỡ lại được điểm không. Welcome to Tom and Jerry Chase. Rồi tôi xin tôi nói nhà mọi người. Lại quảng cáo, what the fuck, sao bên này làm quảng cáo đi ra. Retreat. Nhà YouTube mà nó đòi quảng cáo không tôi cũng chán thật chữ. Thà đãi nhà còn hơn nha mọi người. Thời bữa nay xài ổ bé chứ không xài Streamlight nữa. Streamlight nó cũ lắm rồi mọi người. Đó, thật là vậy luôn.
xem thế trận này thằng có bắt được không nha. Hay qua cũng bởi vì nó cũng đi chung. Oh no. Thành tới. Được mà. Máy này hơi khó cho Tom tí. Go down, he go down. Làm gì ngại. Đo phần 2 thì chưa biết khi nào. Đo phần 2 chưa biết khi nào thôi. Mới có sneak peek thôi nha. Mới có bản sneak peek thôi. Chưa biết khi nào ra chính thức đâu. Nè đừng có hối làm gì. Cái gì cũng ra sớm thôi. Đừng hối làm gì. Trời, để anh đi, chịu rồi. Mày thế, tàn hình. Rồi đó, có VPN thì chơi được nha. Còn không có thì chịu. Ây da. Tàn kia. No. Trời. Quay nhảy xịt lại luôn à. Ôi trời ơi. Tôi lại luôn, nhảy xịt quay đi. Hậu thật. Lòng mà phải phá ghế cơ. Có hộp, có hộp như đây mà. Cái gì cũng sang à. Xịt. Hai hộp rồi đấy. Có đấy, ai cũng bắt nọ à. Còn kia nha mẹ. Mày làm cái trò gì vậy? Mày khứa để làm cái trò gì vậy? What the fuck? Lalo. Đừng chơi làm gì. Đừng mơ nha. Mấy kia không à? What the fuck? Bóng ổng ảo nha. Trời ơi, bóng ổng ảo thế. Mở cuộc chia thôi. Rồi lại kìa. Hồ sinh, đúng bài luôn. Nhưng mà bọn tôi hơi sai chỗ. Bởi vì nó đã cố định rồi. Sao nó không nhận chọn vị trí nha. Nhấn cao phải xuôi lắm anh em ạ. Nhấn cao phải xuôi. Hụt. Gì không? Go. Họ giữ chắc luôn. Bị gì không? Tại chắc. Ủa. Ai ghế bảy màu. Còn mèo đó tôi không biết. Bỏ chết rồi. Này tại hai giờ sao ấy. Nào kia. What the. Bài mẹ có cái kim mà. Quên à. Đổ ghế xuống đây rồi. A mouse has been tied to a rocket. Yep. Thì cũng bắt hay quá à, chắc luôn. Bị ngay mà. A mouse has been caught. Xuống đấy hả? Ôi trời. Bóc này chỗ ấy nhưng mà hơi ấy. Ghét được không nhỉ? Nhanh luôn. Go out, go out, go, go.
Rồi giờ hồi sinh. Chưa mẹ. What that is. Một thằng xuống thôi. Trời nó kỳ chứ. Phải thật. Lại lót. Đây làm gì. Không cầm bên hay sao ấy. No. Đỉnh cao. Thấy chưa. Ôi trời ơi. Một pha bắn bài. Đỉnh cao liền. Được luôn. What the fuck rookie. Chạy chỗ bắt chết thế. Ôi ôi. Hai mươi hiệp. Đổi ghế rồi, đổi ghế rồi. Đổi ghế rồi, đổi ghế rồi. Chắc chắn kia cũng lên đấy à. Mọi người lên đi, mọi người lên bay. Được chưa? Người bay, mọi người bay. Đó. Ui giời. Sao con này. Mẹ tôi quên mất cái tay. Đâu phải đặt ghế trên đấy. Được thôi. Hồi đó, hồi đó. What the fuck. Con bài này được bút à. Cái gì. Đó, nè, bút đâu, what the fuck. Cái gì cũng vào đây à. Here we this one. Where did he go? Chỉ không thấy xuân. Chắc luôn, cái gì cũng tới thôi. Sai rồi. Đi kia, what the. Thằng này bình bẫy đây. Wow, đỉnh cao. Nó. Rồi, trời ơi, nó vẫn nhiều hoảng khi hả. Mau, let's see here. Oh shit. What? Chắc ở đây rồi. Get out. Đi bài thôi đi. Chắc đi bài. Yes, là đi. Có máu liều không cũng vậy à nha mà. What the fuck here come in. Tới nữa rồi đó, tới nữa rồi đó. Go out, go out. He's still revived. Tới đâu rồi. Retreat. He's here. Hey, wow, từ coi hay quá. Đó, ông trong này, ông trong này. Trap. Đừng mơ. Có trap nha. Có trap. Được, ghế chắc luôn. Mọi người bay đi. Xong rồi bay. Á, à, what the. Bay dash. Cái gì hay quá, what the fuck hay quá. Ôi, chết dở luôn. Bố đê. Bây giờ mà bay 4 là coi như gỡ hòa. Hồi xong. Ok. Nhưng vẫn chưa có hoa được. Mới cách có một điểm thôi. Chưa có hoa được. Ok mèo win nha. Nhưng mà vẫn chưa có hoa được mọi người. Chưa có hoa được nha.
Thầy vẫn chưa gỡ hoa được. Rồi 3 điểm cho mèo. Thành thật ra là thành vẫn chưa gỡ hoa được, vẫn còn cách 1 điểm. Ok, sẽ ghi điểm dành cho bên mèo nha. Thật ra vẫn chưa gỡ hoa được, phải bay 4 thì mới gỡ hoa được anh em. Bay 4 mới gỡ hoa được. Ok, đi sang trận 4 luôn nào. Xong trận 3 đúng không? Left for now, oh no. Rookies, yeah, about to off. Ok, trận 4 nha. Đây là mặt kia nguy quên. Ok, trận 4. Mẹ sẽ là gì? Còn tới này có đâu bằng Mary không? Chắc sợ không có chứ. Lại sẽ bay 2. Ôi, what the fuck. Đó là sẽ bay 2. Để xem bà mod nó có thay đổi không. No, no, no. Sẽ là gì? Ba màu hai. Wow. Ngoài dự chuyện. Ba màu hai nha. Ok, game về tỷ lệ về ban đầu thôi. Người nãy cho mèo thành thì tôi sẽ giảm xuống còn 7.7%. Có khi phải ấn luôn mới được. Để xem ai sẽ cho mèo cho trận này. Người sẽ là Hay Wow. Hay Wow. Hay Wow sẽ là người chơi mèo cho trận này. Ok. Hey, don't do that. No. Hello, mẹ mày. Can you replay rookie? Tờ mà Huy xem có chơi không, tôi sợ ông không chơi. Can you replay rookies after this round? Ok, trận thứ tư nha. Ban con nào là điện nha. Bây giờ bạn sẽ đo đi. Mai này sẽ đo cam mất sạch lắm mọi người. Pick a character. Đây. It's a quick game. Oh, you win the game. I have, I'm about to get to win this. You come back to play. What the hell? Một sai lầm khi không ban con Robin là đây mọi người. Để Robin sống chuồng thì chết. Ôi. Để Robin nó sống chuồng thì chết thật. Mình sẽ quay chị về đây từ đây. Ok. Ủa đồng thế. 11 người xem. What the fuck. Đây xong xong mấy này bị gồm. Hôm nay 11. Hôm nay 11 người xem đúng không? Hay thật. Hey đi man. You so suck bà. Thằng có thằng Việt Nam là có thêm Việt Phức anh em à, có nói thật luôn. Hay Wow không giỏi mèo anh em ơi, chết thật. Hay Wow không giỏi mèo thì hơi khó rồi. Khả năng cao là lại bị đẩy sang đó nữa. Khó cỡ họ lắm. Thật. Họ là hơn điểm. Ok, chờ thôi. This real hard for Hang Wow. He not man cat. Rồi, chết thật. Này, tội chúng người không cho mèo chết rồi. Hoàng Việt nè. Mình chết cha, tối nay mà nó mà rủ tôi chơi ra thì hơi khó nha. Tối nay nó mà rủ tôi chơi ra thì hơi khó nha. Rồi luôn. Hy vọng tuần trước thì vui thật mọi người. Tuần trước là một tuần rất là đặc biệt đối với tôi. Là một tuần chỉ 1v1. Một tuần chỉ có 1v1 thôi. Để nó thật luôn. Này vì nó có đủ mình chơi không chơi. Ooh,
Ngọt kìa. Dạ thôi. Này vì nó rủ tôi chơi nhưng mà vì nó vào rủ tôi chơi nhưng mà hôm nay đang có một cái buổi stream nữa. Nên hơi khó. Xe ba. Rồi dùng ra đây này dùng cho cái hai được rồi nha. Chắc chắn nó không biết tôi ở đây. Ở đó. Rồi để thỏa vuốt đi. Hay quá đâu nhỉ. Quay chị invisible. You can. Ơ, chết thọ, đúng không kìa, what the fuck. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Ôi, thử bóp rồi, no way. Ôi, ôi. Kè khó chồng. Không mà khi thì chết ngay. Cái gì này rốt khó này này. Thề luôn, khó chịu. Để rồi xong, cố gắng xong sớm trước khi tới 10 giờ nha mà. Quỳ vai. Cái dù kỳ vậy. Tôi nhớ nó lo có như thế này. Cái dù tôi nhớ không như thế này. Tôi thề luôn. Thề, tôi thề. Nice. Đừng cao đấy do. Ai đang xem cái phải ai đây mà tôi vừa phá cái phòng chân không thì rồi tôi. Này thấy là đến cái nào. Ây à, đi bay nha. No. No. Ôi rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chạy đế, ôi xời, chạy đế. Ôi xong. Tự hỏi từ trước trong những... Sao có nhiều người sát dụng cao nhỉ? Mà xe kia. Nice. Không tới luôn rồi. Cái mát này tôi thấy khó chịu cho mèo thật. Lại gì đây đó. No. Gì nào yes. Ôi giời. Ôi giời, what the fuck. Cái đèn này thì không xanh lâu nữa. Chán thật. Càng rồi, quay qua bác Mỹ đi. Dễ sắc ạ. Ôi, mở kèm nha. Mở kèm kèm. Mở kèm kèm, mở kèm kèm. Ngoài trời ơi, đấy, được không đây? Cho thỏ, cho thỏ. Ôi nè. Mời. Tôi còn không biết chuyện gì xảy ra rồi mày. Phá, phá, phá. Chịu không? Chịu không? Chịu không? Chạy rồi. Ây dồi ôi, quá là flexible. Cái này không hiệu quả rồi. Thề luôn. Quá là flexible. What the fuck. Ăn điên. Chạy rồi. Đừng quên mất cái kia, cái stream. Fun dead. I know. Mày xích đâu phải Jerry đâu. Tôi nhớ là vậy mà. Thời gian giống Jerry đấy nhưng mà không phải. Tên nó khác. Nó không phải. Không, nó không phải là Jerry đâu mọi người. Thì lý giải cho cái việc mà Mày xích không phải là Jerry thì nó có một cái tên riêng mọi người. Tên Mày xích Sian ấy. Lỗi nữa là thật chịu nha.
Ấy, ôi trời ơi, không kịp kìa. Ảo thật. Em ấy cho kinh tôi vô. Bay rồi. Này trời, cơ bị đó cái gì. Yeah. Hình như thằng quên mất là My Six nó không phải là series rồi. Trong phim nó vậy mà. Thôi xong. Đồ ghê. Thì đã hồi nào chuẩn bị cho điểm. Thôi xong. What the fuck, lava. Oh no. Nó sẽ đại hơn nếu mà chuẩn bị cho điểm. Chết cả lava rồi, ra cậu bò này. Chờ mà. What the? Con đường này luôn á. Đừng hòng nha. Bị dụ. Ôi ôi. Vậy là hôm nay. Cổ xâm mà. Ờ, đang là trừ điểm anh em ạ. Tôi thấy nè, thằng nó quên mất. Thằng quên mất là Magic nó không phải là Cherry. Thế là không hoàn toàn. Cái đội này xấu quá. What the heck? Sao lại đến cản người ta? Cái đội này xấu cực anh em ạ. Đây, sống chát vào đây thì chịu rồi. Hết đồ luôn mọi người. Nếu tệ hơn nữa thì mẹ sẽ có thể lọt điểm trong trận này. Ui. Ôi chết rồi. Ăn cám rồi. Cái đồ đấy xấu thật. Thề tôi thấy đồ đấy rất là xấu nha. Cám nha, coi cám nha. Lại ngay đầu cửa thôi mà. Coi dân, coi dân, coi dân. Nhiều lắm nha. Ôi thôi xong rồi. Rồi lô, mẹ là mèo đã lên điểm rồi em ơi. Mẹ đã lên điểm. 3 điểm cho mèo, móc một trong chùa. Bởi vì sao? Mày sẽ không phải là Jerry. Chắc chắn luôn. Thằng phải nhớ điều đó chứ. Mày sẽ không phải là Jerry đâu. Nó có tên riêng mà. Mẹ ok, chúng ta sẽ ghi điểm cho trận này nha. Các game 3 points, mèo lock 1 points. Wow. Ok, thế là một chuột. Thế là mẹ đã lên được 8 điểm. Chuột mất 1. Chuột đã mất 1. Wow, what the. Lấy ra thằng phải biết điều đó chứ. Tại đây tầm mời ai nha. Huy là không chơi, chết thôi.
thôi kể đi. Có ai chơi thôi. Để vô. Rồi, chúng ta sẽ sang trò thứ 5 nha. Mèo 3, chuột mắt 1. Wow. Nhà Hoa quay lại. Coi còn lát nó không em ơi. Còn lát nó không em ơi. Rồi, chúng ta sẽ tiến sang trận thứ 5 nha. Trận nãy em chưa mất 1 điểm mọi người. Anh ông ý này ông phải nhớ điều đó chứ. Ông phải nhớ là con Messi có phải là Xavi đâu. Nó có tên riêng mà. À, ABC to mẹ cho ông số này. Nhà Hoa thay chỗ đi. Metropolis sẽ là map được chơi cho ngày hôm nay. Wow. Rồi, để tôi kêu rồi. Em bè sẽ đâu xuống đây. Ông kia ở trên nhờ. Không còn lắc nữa không? Còn biết ngõ nữa. Mày trôi nha mọi người. Xem ba mod là gì. Bang sẽ là Bang 1-2. Lại đến đầu Bang 1-2. Ôi. Rồi. Để xem ai sẽ cho mèo cho trận này. Rocky thì nghĩ rồi nên tôi sẽ xóa tên. Hay nhẹ hoa. Em gọi lát nó không, anh còn biết ngõ nha. Cho anh không đỡ được anh này đâu. Hay gọi sẽ xuống 7 thôi bé. Nãy giờ tôi chưa cho mèo nha. Trận này ai sẽ cho mèo đây. Người chơi mèo. Rồi thôi xong nhẹ hoa. Nó lắc là chịu nha. Thôi xong nhà Hoa nó là mèo chết dở. What the? Sao này đông thế? Ui, con này đông vậy? Nào thôi. Trời sĩ nhà, nếu nhà Hoa không chơi được tôi sẽ đưa cho người khác nha. Con nhà Hoa này nó không biết chỉnh mọi người à. Dạ, nếu không chơi tôi sẽ đưa cho người khác nha. Mất thời gian quá mọi người. Con này nó không biết chỉnh mọi người à. Dạ, con này nó không biết chỉnh. Thật không? À, con này nó mất thời gian quá. Trời ơi. Rồi. Mà Huy mà không có ai, không thấy Huy đâu. Hai bạn có cho lại Discord nhất. Lại Discord nhé. Ai xuống thay nó giùm tôi cái. Thằng nào xuống thay nó giùm tôi cái. Mà con này quá. What about me? Sao qua replay thôi. Sao qua replay thôi. It's a waste of time. This is a waste of time. No. Ủa thế nhờ? No.
Thôi nó không chơi nữa chứ, thôi nó còn không chơi nữa, nó chi. Join. Ok rồi. Đại thôi anh em ơi chơi. Còn nhà hoa làm tôi mất thời gian quá. Nào, try again. Try again, who will play again? Ok, đừng hoa này. Vô cả. What? Vô cả. So, play or not? Vô cả. Con nhà ho nó mất thời gian quá tôi phải con nhà ho mất thời gian quá nên tôi phải chơi a nào start chơi storm and siri okay. Mẹ giờ nó mới chịu nghe ốp nhẹ thôi rồi ok chơi nha mọi người này tôi không thích lắm đâu xe storm ốp nhẹ xe storm mèo sẽ mất điểm hơn. Sao nó mang kiểu đó nhờ? Thành ơi, đổ con khác thành. Đừng có cầm Magic nữa. Cầm Magic nữa là mất thêm 2 điểm đấy, nó nói thật. Đúng rồi. Magic có phải là Sherry đâu. And you, just you storm only. You storm all of us are dumb, not any other character. Okay. Good. Chọn bài đấy. Chọn bài rồi đấy mọi người. Chọn bài rồi. Bang 1-2 nha. Đây tôi sẽ cho mọi người xem lại nha. Cái bài kiểu gì vậy? Thằng này nó không biết bang bộ series à? What the fuck? I don't know what he bang. Definitely he lose. Thật ra Sherry nó không có boy, nó nói thật luôn. Sherry với Mú không có boy, Sherry với Sherry là không có boy, Mú với lại Magic thì có. Ảo thật, Magic có à? Chưa nghe bao giờ luôn. Xem này nó là cái gì? Welcome to Tom and Jerry Chase. Wow, hit here. Thôi thôi đi nè, ở đây ngốc. Trời số sót trận về cả bọn đất luôn. Này Huy nó bận hay sao không thấy đâu á mọi người. I don't know what is in Japan. I don't know why he banned this. Thế ra là có một ngày chúng ta sẽ chơi những nhân vật quen thuộc mà không phải là mấy nhân vật ngoài lề ấy. Hiểm lắm mới có một diễn như thế. Rồi, đợi lại đi. Quán đông người phát nhỉ? Cầm tay này khá nhiều người ủng hộ phát chứ. Tôi thấy cầm tay này cũng khá là hay chứ, đâu phải giỡn mà. Quay đi thì go. Nhìn cái chỗ này trong sa mạc quá. Ê luôn. I had to let him play. Got no one else to play. I'm sure. I swear. No one else to play this time. Mẹ là cái delay drop. Khó chịu thật. I hate this delay. Rồi luôn. Hiểu. What the time? Cái gì thay? Sao chết? Sao chết dở thế? Thôi xong rồi em xuống đằng kia chết rồi. Không nè. Wow, một cái quạt. Throw away this. A mouse has been tied to a rocket. Quạt lẻ thật chứ. Hold on, I had to go there. Go boost. Khó đấy, không đùa đâu. Phải có người xuống hộ cơ.
theo mình. Ok, để cho Thành nhảy được không? Được mà Thành. Go 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 go. No, you can die. Này thầy. Quay vô rồi. Ở đây có một cái lỗi, nó khá là bất xảy ở đây này. Oh no, he don't. No. Line him. Nice. What? Line him. A mouse has been tied to a rocket. Hả? What the? Cái gì đây xảy ra đây? Đấy, không phải là ảo nha. Still second remaining. Đi, cái quả tường gì như thế này? Ma quỷ à? Ủa, ảo thế. Phá ghế hay quá ơi. Con đồ tài hay chưa? Nghĩ hả con nghĩ nha. Cá mà, cá mà. Sao nghĩ nhiều thế? Go 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 go. Go 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 go. Okay. My friend. Đừng ra chết rồi. Mày nhìn chi chán thì chứ. He's totally not Vietnamese. Okay. He's totally not Vietnamese. Yeah. Thằng này không phải người Việt Nam đâu mọi người. Tôi nói thẳng ra là vậy luôn. Nói đâu rồi. Quay đi chưa cậu. Còn nha, có gì đó sai sai đây. Mùi nghi lắm. Đó rồi. Bên tầm này cũng không phải là quá tệ. Mất tạm thôi. Đấy, ăn đè ăn nghiêng, ăn đè ăn liền, ăn đè ăn liền. Ôi xồi. Ôi nó thay. Có khi nào nó lại như thế nhờ? Yes. Đúng chỗ này rồi. Chạy đi. Đàm rồi. Đàm rồi sẽ đo lắm rồi nhưng mà. What? What the? What the? What the? No. Hồi lên chiếc máu. Ready anh em à. You what? Go 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 go. Leave me here. Go go chạy go. Chạy go away from here. Chạy go. Đi đi thằng ơi, đừng đừng dây đỡ thằng ơi. Đi luôn đi. Nó có slam đâu. Rồi rồi không đi còn dây. What the fuck. Rồi luôn. Thế là chuột gỡ điểm lại lên 9 điểm. Ôi trời ơi, căng nhờ. Hôm nay sao tầm này căng thế này. Lên 9 điểm nha. 98 dành cho chùa. What the fuck. It's so intense. Thôi xong rồi, cái này khó.
À, Harry Bear có chân. Mời Harry Bear xem. Where you go? I need someone else here. I need someone else here. Rồi, nha. Vừa về lại như bên đầu nha. Bây giờ ta sẽ xem là trận 6. Quay trận 6 nha. Mèo gỡ điểm lại rồi. Oh my god. Nào, chúng ta quay sang trận 6 nha. Vô hàng rồi kìa. Ok, chúng ta quay trận 6 nha. Hàng kìa. Nào, Henry Ba này không có xem phim hơi khó. Map sẽ là oh my god, Summer Bear. Sát bãi luôn ý. Map Summer Bear đuổi bà luôn ý chứ dở. Giờ còn người thay thế cũng khó nữa. Mẹ món này gì anh? No one else. Bang sẽ là bang. Bang gì đây, bang gì đây. Sát, rất sát. Bang hai ba. Ok, giờ xem ai sẽ chơi mèo cho trận này. Nãy giờ từ đầu game tới giờ là tôi chưa được chơi mèo nha mọi người. Từ đầu game tới giờ tôi chơi mèo. Người chơi mèo là hay wow. Lại là hay wow. Oh my god. Hay wow again. Lại là hay wow mọi người. Ok, Harry Bird, you can come here. Go here. I'm from Malaysia. Malaysia. Ok. Rồi, Harry Bear đã vào. Ok chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu nha. Wow. Harry Bear wait for the bonus round. Rồi nha, đợi sau cho anh nhìn nha. Cũng tốt, hôm nay tôi không chơi mèo cũng được. Ba Tom luôn, lần này ba Tom quá để mà. Lần này ba Tom chơi luôn. Yes sir. Rồi trở lại nha. Trận 6. Gì chơi? Xe chim hết rồi. Ok, I see. Harry Bear có kênh YouTube nha mọi người. Hai ngày sớt đi chứ cũng hay chứ. Nè nè, hôm nay đủ Harry Bear chơi DOS. Rồi tí, tôi đợi nha. Mày làm quảng cáo thế nhờ. Rồi chúng ta bạn nhạc cũng bị lưu bản xin. Lưu bản khai nha. Bữa có làm nhau cái lưu bản xin cay không. Nay ta sẽ bằng nhầm bạn nhạc lưu bản khai. Mà dù tôi không có chơi. Will Hayward can come back cash flow. Let's see this round. Muốn trận này ra mà to lắm mọi người, nhưng mà không mấy khả quan. Mà muốn chơi được mà to tôi phải chơi chuẩn cơ. Thì may ra còn được chứ. Let's go. Summer 3 đánh giá là map Summer rất là khó chịu chơi bên mèo. Where he go? Where he? Go. Thằng Vietnamese là người Malay nha mọi người, chứ không phải người Việt đâu. Nó đặt tên như vậy thôi chứ nó không phải người Việt đâu nha. Nó nói thật đấy. Kiểu gì cũng sang đây thôi. Go. Dạ. Hay quá, nó lục cái gì ở dưới kia kìa. Thằng còn đây. À,
còn ở đây mà thằng không biết, thằng nó ít nói chuyện lắm mọi người. Checking. I'm gonna kill you, my friend. For this. Chết rồi, nó bắn ở đây. Oh my god. Biết ngay mà. What happened again? Chưa làm gì hết. What the fuck? Rồi xong luôn, lúc kia là hiểu có vấn đề rồi đó. Một người thôi. One bay. Shit, what the? Go. He almost dead. What the fuck? Why you do this? Now here go, you. Down here. I'm still here with Bat. No. Now. Help me. No. Careful. Don't come back. I'm destroyed. No. Hey. Mặt xuống đây. Cho nó mở đâu đây. Nó còn được. Nghe phô hay đâu. Cho nó không bị đụng rồi. What the fuck? What the? Nice. No. No. You what? Get out here. What the? No. Trời, cái đạn. Úi dồi ôi. Nè. Thì ao, vui lên. Xong rồi có boost. Ôi dồi, hồi kèm má quái này. Ôi, quay. Oh my god. No. No, you're gonna play. Yo, lo, bye. You're not. Hey, what the? Oh no. No, I'm gonna dance. Get out. À, nó ngủ rồi. Không cầm hay lông chết rồi thôi. Now it's hard. Nice. What the? Nice. Whoa. You. Nice. Get out. No. Get out of my face. Oh. Get out of here. What the? What are you doing here? No. Get out of here. Faster. Yeah, yeah, luôn. Oh, it's out. Not again. What the? Get him. Yeah. Ai. Ai. Ha.
đấy. Có khen, bố có khen, bố mày có khen, bố mày có khen. Còn đại đi sai. Oh my god. Yes. Ôi. Nice. Cờ cờ cuối rồi mọi người. Ai nào vậy? Thôi xong. Rồi thôi. Goodbye. We can't stand here. Nghĩa không kìa. What? Gì hay xe 1. Oh no. Here we use it. No. That why you rocking here. Hey. Ai thế? Đi nó phải hiểu mình à? Ôi. Wow, awesome. No, why the? Why are you doing here? Anh ơi, cẩn thận anh ơi, chết lô. Now. Go, go, go. Come in, come in. Vô luôn đi, vô luôn đi, vô luôn. Vô luôn. Rồi. Và chuột đã lên được 3 điểm nữa. Mèo chỉ được 1 điểm. Cần cuối cho tôi chơi mèo vậy. Ok. Why the boy is born around already. So fast. 12 điểm và mèo được 1 điểm. Tỷ số bây giờ là 12-9. Liệu mèo tối nay có gọi được điểm không? Chẳng nha. Nếu không thì chúng ta sẽ hòa đấy. Ý nhấp mèo phải được 4 điểm coi. The last round, bonus round is here. Và tôi sẽ là người chơi mèo cho trận cuối cùng này để xem tôi có gỡ được điểm không nha. The last round will be. Trận cuối bonus này là tôi sẽ không dùng một quay cho mèo nha. The last round will decide which side we win tonight. All tied. Khó nha. Rồi trận cuối nha mọi người. Thì câu, trận cuối Messi là gì? Go up. Đi quay. À, thầy muốn đổi chỗ không? Thầy muốn đổi chỗ cho Henry Bell vào không? Lại Spy 2 à? Ok. Rồi đây thì nói lại. Do you remember this? Ok nha, nhớ nha. Rồi, mẹ mốt sẽ là gì đây? Mẹ sẽ bay 2, còn mẹ mốt là gì? Trận cuối sẽ quyết định tất cả. Thắng, ho ho. Win or tie. Lại bàn 2 bè. Rồi luôn. Rồi, ok, ta sẽ không cần quay quay nữa. Win or tie. Ok nha. Trận này sẽ quyết định tất cả. Để tôi ghi lại điểm cho trận 6 em. Hiện tại đây nè 12-9. Để xem win or tie nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu trận cuối cùng. Bonus round. Tôi sẽ xung phong làm mẹ trận này. Hy vọng tôi trên tôi còn. Hay là mất rồi. Ok. Đây we back. Hay qua sẽ bàn. À tôi bàn trước. Bạn rất thông minh. Fine, không có Yuri đâu nha. Chúng ta sẽ ghi gì? À bạn, Ruby đi, Ruby khó chịu hơn. Rồi, trận bonus sẽ quyết định tất cả. Hãy đi bạn. Just stop my series, no magician. Fine nha. No magician. Hold on, hãy đi bạn, no magician. Chang hold the one. Magician not Jerry, not cao Jerry. Thôi xong rồi. Mấy từ 2 điều.
Lotion for mouth. What the? Yeah, tổng cộng mất 3 điểm. Wait for the others to get ready. Rồi luôn. Vậy là xác định rồi. Khả năng bạn bè sẽ thắng mọi người. Ôi ơi. Rồi. Trận này tao phải thắng được 2 điểm rồi. Thôi là khó luôn. Magician không tính là series nha mọi người. Rồi luôn. Thế là hết. Vậy thế là hết. Chuột đang bị trừ 2 điểm. Một lần nữa. Rồi chúc nè. Nếu mà mày thắng trận này là mày sẽ lên được 12 điểm. Và chuột bị xuống 10 điểm. 12 hoặc 13. Để xem tối nay sẽ được bao nhiêu điểm này. Mong tôi sẽ chơi được hay. Cố lên. Dạ còn lại 19. Bây giờ phải ý nhờ. Bay ít nhất là 2 chùa là ok. Tôi sẽ thắng. 11. Hy vọng là sẽ chơi được một cái hòn ảo nhất có thể. Học sâu. Học sâu. Hy vọng là được mọi người ạ. Hy vọng là được. Trận cuối liệu tôi có thành công không nha. Đây sẽ là trận quyết định cho tôi. Hồi hộp quá mọi người. Thì đã là 12-9. Nhưng mà chùa đã chọn bên Magic nè, xuống phòng 10. Thì bà quên mất điều này. Now let's see. Xúc can we win tonight. Rồi check the deck xem tôi có cầm đúng rồi không. Cầm sai rồi là tôi cút ngay. Mày wifi sao gì đây. Sao cái mèo lắc này. Là được hôm nay. Why? Thì bà như đang chờ sao ấy. Oh no, you got bot. White bot. Can you come back the game for now? Dạ rồi, thế này thôi thì đang cơ hội cho mày thắng đâu. Sao này chưa? À thấy rồi, anh rồi anh. What? Bắt đầu rồi. Lên đây lo vậy. Ok hiểu mày. Chát rất nhiều. Thì giờ tôi nhớ mấy chỗ này, tại tôi không có mang cao ấy mọi người. Quan. À! First one. Love one. Yes sir. We got one. We got you. Mở tâm nó thật sự mạnh nha nhưng mà. We got you. Tập trung nha mọi người. Chúng ta sẽ không thể chơi. He forgot this. He forgot this. Now wait there. Ah! Mighty time for this. What happened here? Tomato is so good. Hold on, hai còn lại rồi nè. Tôi tìm hai người còn lại xíu mọi người. Ah, I see someone here. I see someone here. Yes sir. Got you.
I got you now. Now stay here. Okay. What happened, Harry Bat? Fuck again. Thôi xong rồi, trận này bắt thắng bại quá rõ rồi. And we win this week. Now, let's end up. Win. Cái chua hiệu quả thế. Tôi không ngờ tới chuyện này. Ok, reset. Chúng ta kết thúc trận. Đề cho Harry Bat đã bị bắt game. Quá xui. Ok, tổng kết nha mọi người. Ui dồi ôi, trận hay thật. Chuột mất 2, 3 mèo được 4. Tỷ số bây giờ là 10-13. Let's go. Mèo đã chiến thắng cho tuần này. Wow. Cat win this week. Kết thúc nha mọi người. Oh my god. Cat win again. Ok, kết quả cho tối ngày hôm nay. Chúng ta đã chiến thắng. Mèo đã chiến thắng với tỷ số 10-13. Wow. Cái gì thay này? Trời ơi. Điên thật sự. Cũng không. Ok, kết quả là 13. 10. Ok nha. Này không có đón tỷ số nữa. Ok, chúng ta sẽ quay lại màn hình chính nha. Rồi, ta đã quay lại màn hình chính. Và tôi sẽ show kết quả cho ngày hôm nay. Và chiến thắng đã thuộc về Mel. Congratulations for Ok. Ok, here. Congratulations for Ok. Sai. Ok, chúng ta cho mẹ chiến thắng với tỷ số 10-30. Quá tuyệt vời. So, 2 tuần liên tiếp mẹ đã chiến thắng. Oh my god, I hope this next week will like this. Ok, mẹ đã lên tỷ số là 7. How are you waiting here? Oh my god. Trời này tròn thật, trời này Harry Bear bị lỗi mọi người. Oh my god. Ok, next time you can join this. Ok, chúng ta tổng kết lại kết quả ngày hôm nay nha. Chuột bị mất 2 điểm đó. Oh my god. Harry Bear lại quên mất một điều là gì? Harry Bear quên mất là Magician không phải là... không phải dự tính là Jerry. Mà dù hình dáng rất là giống Jerry nhưng nó không dự tính. Đúng vậy, không được tính. Kết quả ngày hôm nay đây. Oh my god. Wow, what this. Thằng cũng quên mất chuyện là Magician không phải là Jerry. Nên là cũng bị mất một điểm. Hơi xui nhỉ. Ui trời. À, tối nay đang chung kết. Yeah. Ok, thì đây là kết quả cho tuần thứ 18 nha. Và mèo chiến thắng. Mèo đã chiến thắng với tỷ số 10-30. Một con số rất là thuyết phục luôn. Tôi có tưởng là sẽ hòa chứ, nhưng mà không. Mẹ đã chiến thắng. Wow. Sợ mà nói rất là hay nha mọi người. Rất là hay nha mọi người. Tỷ số bây giờ là 7-11 cho tất cả 18 tuần vừa qua. Ok, ta xin lượt cái bản này đây. Tôi nghĩ content mới này cũng khá là ok chứ. Ok, tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu tuần 19. Và tuần 19 chúng ta sẽ chơi luật gì? Anh em hãy đón xem nha. Còn bây giờ tôi off stream đây. Các bạn nhìn nha. Hôm nay vui thật. Thề luôn. Sợ hôm nay rất là bụng nổ. Cho bên mèo. Ào thật. Rồi, tôi off stream nha. Các bạn nha. Thank you.
We'll be right back.